cầu này được khoảng mấy khối anh? Nó cứ tính theo cầu chứ tính thời gian ra nó nhả đất ra nó lâu nữa. Trời, nó nghiêng cái chẹt thấy ghê không? Cái này nó lấy độ sâu bao nhiêu anh? Nghiêng cái chẹt luôn. Cái đầu gầu nó nhọn nên nó mới cắm thẳng xuống sông được. Cái lực nó cắm xuống sông lên sâu dữ lắm luôn nè. Thường người ta lấy cái này lên người ta chuyển đi chỗ khác chứ ta đâu có để đấy. Đất người ta để cái mé người ta chuyển đi chỗ khác chứ ta đâu có để đấy. Để đây luôn làm cho bằng cái nào luôn. Thì muốn lấy thu rồi đi. Cái này nó giới ra ngoài đó cũng sao quá ha. Lấy nửa sông luôn nè.